Đến sáng nay, ngày 30 tháng 9, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ lật xe cần cẩu tại công trình thi công nút giao thông vòng xoay Mỹ Thủy, là một nam công nhân bị thương phải nhập viện. Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một xe cần cẩu trong lúc làm việc tại công trình này thì bất ngờ bị nghiêng rồi lật nhào, phần cần cẩu dài khoảng 15m đập trúng vào một xe múc loại nhỏ đang thi công gần đó. Tai nạn làm nam công nhân điều khiển xe múc bị mắc kẹt trong xe, phải tới gần sáng nay, công tác cứu hộ mới hoàn thành. Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Được biết, nút giao thông vòng xoay Mỹ Thủy được khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2016 do khu quản lý giao thông đô thị số 2 làm chủ đầu tư với tổng kinh phí dự án hơn 2.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018 nhằm giảm tình trạng ùn tắc ở đường vành đai phía đông thành phố.